Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng với tựa đề Chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn về nhà, trích từ Sài Gòn nhỏ. Không phải là tháng 4 1975, bây giờ là tháng 8 năm thứ 46 của tháng ngày người Sài Gòn và miền Nam vượt biên đứt ruột bỏ quê hương. Bây giờ là tháng 8 của năm Sài Gòn phong thành vì dịch cúm tàu và tháo chạy lần thứ hai. Đó là cụm từ cộng đồng mạng đang sử dụng để mô tả thảm cảnh người lao động nhập cư Sài Gòn tuyệt vọng rời thành phố. Một câu hỏi quanh nội dung vì sao họ phải tháo chạy lúc này đều chung một nghĩa. Đất Sài Gòn dẫu vẫn là đất lành, dẫu là người cũ người mới đều chia sẻ hàng trăm năm văn minh, nhưng hiện tại dịch bệnh và hệ thống chống dịch không hề lành. Khác với những người lần đầu vốn làm nghề tự do, mua gánh bán bưng hay dịch vụ bình dân, tháo chạy lần hai là những người nhập cư có thu nhập ổn định, khấm khá, nhưng nay đã hết mức chịu đựng. Ai ở đâu, ở đó. Lệnh từ hệ thống chống dịch sắc lạnh ban ra, nhưng hàng triệu người nhập cư Sài Gòn chỉ muốn kêu lên, chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn về nhà. Sẽ không để ai phải thiếu đói, hệ thống tuyên truyền hứa hẹn, nhưng từng người trong hàng triệu người đang tiêu xài đến đồng tiền cuối cùng cho thực phẩm sinh tồn. Họ chỉ muốn kêu lên, chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn về nhà. Chống dịch như chống giặc, sẽ chiến thắng dịch bệnh. Các lãnh tụ, giới giai cấp đỏ, đám tư bản thân hữu, họ hét hiệu lệnh. Nhưng hàng triệu người trong cửa nhà tạm trú tối tăm, trong khu phong tỏa, đang thấy cái chết rình rập từng giây, từng phút chỉ muốn kêu lên, chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn về nhà. Ai nghe tiếng kêu của từng những góc khuất đô thị nghèo khó, từ dây rào phong thành dịch bệnh, từ những hẻm sâu, chung cư kín cửa, nơi người chết vì dịch bệnh được vội mang đi, không được người thân vuốt cho nhắm mắt, và từ đủ loại thủ tục cửa quyền kiểm soát cực đoan của cán bộ thừa hành. Ai nghe thấy thảm cảnh nếu bị ở lại? Rất nhiều người Sài Gòn tốt bụng đã nghe, đã xả thân trợ giúp bất kể tính mạng. Rất nhiều người Sài Gòn chân chính đã đem tài lực trong khả năng của họ chia sẻ. Nhưng không ai, không một ai có thể sống thay người khác dù họ có yêu thương mấy đi nữa. Nên dù không thốt ra lời, những người tốt đó cũng đang tức giận, cũng muốn góp chung tiếng kêu với dòng người nhập cư. Hãy để dân lành về nhà. Dòng người đau khổ tháo chạy dài theo đường cái quan, theo lối mòn, trong nắng cháy da, trong mưa giá lạnh, nằm nghỉ trên cầu, ăn tạm bên đường, giữa ngày hay đêm, dẫu nhà gần hay xa, thì vẫn là các nẻo đường đầy nguy cơ. Có thể có người nhập cư nào đó không bao giờ đến được ngôi nhà thân thiết, miền quê yêu dấu. Đường về nhà có thể là con đường đi không đến, nhưng họ vẫn ôm hy vọng sinh tồn, ngay cả với trường hợp bị bắt, bị đuổi trở lại với đô thị tuyệt vọng. Họ vẫn sẽ mãi kêu lên, chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn về nhà. Và có khi chính tiếng kêu đó trở thành ánh sáng hy vọng, vuốt mắt cho cái chết, nếu họ chẳng may lìa đời trong cảnh cô độc tột cùng. Sài Gòn sẽ phong thành thêm 30 ngày nữa. Lệnh vô cảm, thiếu cân nhắc được ban ra. Vấn đề không phải là bao nhiêu tháng, vấn đề không phải là bất tài, bất lực hay khoe khoang thành tích giả dối phòng chống dịch từ các con số bị thao túng về ca bệnh, người chết. Mà chính lúc này, đô thị lớn nhất nước sẽ bám víu, nương tựa, trông cậy vào niềm tin hy vọng vốn có, từng có ra sao?
liệu có còn gì để tin, để chờ hay không, và làm sao để biết cội nguồn hy vọng ở đâu. Xin thưa, một khi còn có hàng triệu tiếng kêu người Sài Gòn, chúng tôi muốn sống. Một khi có tiếng kêu từ dòng người rời đô thị, chúng tôi muốn về nhà. Khi tiếng kêu bộc lộ ý thức sinh tồn ấy còn vang lên, thì niềm tin hy vọng vào sức mạnh vượt qua đại dịch để sinh tồn luôn hiện hữu. Nhưng ai nghe thấy? Trông cậy vào ai để có các hành động kịp thời hữu hiệu? Không, không phải là hệ thống cai trị này. Dẫu họ còn lực hay bất lực, cho dù họ có nghe cũng không muốn thấy. Chẳng phải nhiều người bệnh nặng gọi cửa nhiều bệnh viện mong được cấp cứu, nhưng đến chết cũng chẳng được hệ thống chống dịch nghe thấy đó sao? Chẳng phải họ ngăn dòng người thiếu đói trở về nhà đó sao? Vậy ai nghe thấy? Sự thật là chỉ còn mỗi cộng đồng dân lành nghe thấy tiếng tha thiết vì lẽ sinh tồn của nhau. Chúng tôi muốn sống. Trong số chúng tôi rất nhiều người sẽ không sống sót qua đại dịch này. Nhưng tiếng kêu, chúng tôi vẫn muốn sống, vẫn muốn về nhà, để từ quê nhà trở lại Sài Gòn, để được là người Sài Gòn với khát khao ước mơ đẹp nhất. Và đó không chỉ là hy vọng của hàng triệu người nhập cư, mà chính là niềm tin và hy vọng rất thật của cả Sài Gòn. 16 tháng 8 năm 2021, Trần Tiến Dũng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.
vong trên quê hương xa Sài Gòn, cha nào đâu muốn. Nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù hướng tiếng súng. Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.